Chào các bạn, Nga đây. Đây là chủ đề thứ hai Nga nói về toilet. Cái chủ đề đầu tiên Nga nói về cái tiết kiệm nước toilet khi mà Nga đi du lịch ở San Francisco vào tháng 12 2019. Còn hiện giờ thì trong thời điểm đại dịch Corona, rất là nhiều người đổ xô đi mua giấy toilet, người thì mua vòi xịt. Tại vì thực tế mà nói, ở nước ngoài rất là ít gia đình người ta gắn cái vòi xịt trong cái toilet. Thì ngoài cái giấy toilet, ngoài cái vòi xịt rời truyền thống, còn có một cái vòi xịt tự động. Đó là Nga sẽ quay cho các bạn xem nha. Để Nga nói trước. Bình thường á, thì cái đây là mình nghĩ đây là cái toilet bình thường đúng không? Nhưng mà họ có bán nguyên một cái bộ sản phẩm như thế này nè các bạn. Đây là gồm cái từ chỗ này nè, cái nắp, mà cái giống như cái ghế ngồi, và đây là cái nắp, kèm theo là cái vòi xịt và cái vòi nước gắn vô cái bồn xả nước của cái toilet. Thì cái bộ này á là bạn của Nga mua bên Vancouver khoảng 120 đồng. Thì cách thức hoạt động đó là khi mà mình đi đại tiện hoặc là tiểu tiện xong á, thì mình chỉ cần nhấn nút thì cái vòi sạch sẽ sạch ra tự động rửa. Còn sạch hay không thì nghe chưa thử, nhưng mà gia đình của bạn nghe đang sử dụng sản phẩm này, họ lắp đặt cũng khá là lâu rồi. Thì nhân cái dịp mà mọi người đổ xô nhau đi mua giấy toilet nhiều quá, Nga muốn giới thiệu với các bạn một gọi là loại vòi xịt tự động. Nga sẽ để cho vòi xịt hoạt động. Cách thức hoạt động của cái vòi này như thế nào, Nga sẽ quay cho các bạn xem nhé. Rồi, như thế này các bạn. Thì đối với cái này á, khi mà demo sản phẩm á, Nga là phải nhờ bạn của Nga là đứng quay camera và phải lấy cái khăn to để mà che lại, tại vì nó sẽ văng ra. Thì thông thường khi mà họ họ sử dụng cái toilet này, họ phải ngồi lên thì họ cái vòi nước sẽ tự động xịt lên và rửa đó. Thì hoặc là chúng ta ngồi như thế này, hoặc là chúng ta để cái nắp xuống tùy theo mỗi người. Thì bây giờ cái cách hoạt động như thế nào đối với cái vòi này nè, là các bạn có thấy các bạn thấy hai cái vòi xịt ra nè ha. Thì nếu mà chúng ta bật cái nút này ra phía sau thì có nghĩa là rửa phía trước, có nghĩa là giống như đặc biệt là đối với phụ nữ mình, khi mà đi 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 tiểu xong á thì họ rửa phía trước. Còn nếu mà chúng ta bật phía trước á thì họ sẽ rửa phía sau, có nghĩa là khi mà mình đi 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 gọi là đi đi cầu á, đi đại tiện xong á, thì Nga chỉ cho Nga làm cho các bạn xem ha. Giờ Nga bật phía sau nè, có nghĩa là rửa phía trước, nước nó sẽ văng ra ở trên đó, các bạn thấy nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là rửa phía trước đó các bạn. Đấy. Rồi nếu mà mình bật ra phía trước, có nghĩa là mình rửa phía sau khi mà mình đi đại tiện xong. Đó, các bạn thấy không? Thì Nga chưa có dùng, nhưng mà bạn gia đình của bạn Nga dùng cũng khá là lâu rồi. Nga cứ chọc người hỏi vậy thì có sạch không, họ nói dĩ nhiên là rất là sạch đó các bạn. Thì làm lại một lần nữa cho các bạn xem nhé. Đó, bật ra phía sau là rửa phía trước, bật ra phía trước có nghĩa là rửa phía sau đó các bạn. Như vậy là các bạn có thêm một giải pháp nữa để mà làm vệ sinh sạch sẽ sau chúng ta đi, sau khi chúng ta dùng toilet. Ngoài giấy toilet, ngoài cái vòi xịt truyền thống mà có dây rời bên ngoài, là còn có một bộ sản phẩm đi liền với cái toilet của chúng ta. Các bạn nếu yêu thích kênh YouTube của Nga thì các bạn vui lòng like, share và subscribe ủng hộ Nga nhé. Nga sẽ tiếp tục làm nhiều video khác về nhiều chủ đề khác nhau để chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.